trên con xe tay ga, bam, đưa em đi chơi xa, bam, da 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 da. Yo, hello, mình xin chào tất cả mọi người, những người đã quay, những người sắp quay, mình sẽ quay với các bạn đã quay trở lại với channel của Siro, nhưng là Play Together. Vâng anh em ạ, à, thì như ngày hôm nay anh em thấy đó, tôi đang lái xe đi dạo anh em ạ, à, nhưng mà với một cái tốc độ khá là bàn thờ anh em ạ, à. Một cái tốc độ mà có thể nói là hơn chạy bộ một chút. Trời đất ơi, tôi mua cái chiếc Z3 vô xong rồi, tôi biết là cái chiếc này nó chạy nó không được nhanh lắm anh em ạ, à, và thường á, tôi chơi cái này tôi thường hay đi qua đi lại nhiều lắm em, làm nhiệm vụ á anh em, đó. Và thế là ngày hôm nay tôi cuối cùng tôi cũng đã để dành được gọi là 15.755 kim cương để tôi có thể đi tậu một chiếc xe mới anh em ạ. À. Các bạn biết không, để có được cái số 15.000 kim cương này, tôi đã phải nạp vô Play Together hơn 10 triệu. Mỗi ngày tôi đã phải nhịn ăn sáng, chích tiền ăn sáng của mình ra mỗi ngày 20.000. Cuối cùng tôi cũng đã để dành được 100.000. Và hơn 10 triệu còn lại tôi xin má. Nói chung là giỡn với anh vậy thôi. Cái 15.000 kim cương này á là tôi làm, tôi có tiền, tôi nạp vào tôi chơi. Thật sự á, cái game này anh em có thể cày kim cương, anh em không cần nạp nha. Nhưng mà bởi vì mình quay clip cho anh em xem, năm ra là mình phải bỏ tiền túi của mình ra để mình nạp vào game, rồi sau đó mình quay những cái clip gọi là viết pro và review cho anh em coi cho nó thoải mái một chút. Chứ để mà cày nó khá là lâu mới có thể sản xuất đồ video cho anh em xem, là kiểu đẩy nhanh tiến trình để quay video đó anh em ạ. À. Còn anh em á là anh em chơi game này là nếu như anh em nào mà có thể tự làm ra đồng tiền của mình rồi và khá là dư dả về cuộc sống rồi thì anh em hãy nạp vào. Còn nếu như mà anh em vẫn còn gọi là sống nhờ bố mẹ hoặc là tiền anh em kiếm không được nhiều lắm thì mình khuyên thật lòng là anh em vẫn nên cày chay ha. Tại vì nạp tiền vào game này á là khi nào mà chúng ta dư dả, chúng ta kiểu cái số tiền nó chấp nhận là nạp vào là mất, hoặc là nạp vào để phải có mục đích gì đấy, kiểu như là làm video cho các bạn xem này đó, thì các bạn hắn nạp, còn không thì thôi mình cày chay nó nhanh anh em ha. Rồi ok anh em, mà thì cái mục đích ngày hôm nay của tôi á là bởi vì tôi thấy cái chiếc Vespa này của tôi đi quá chậm anh em nha. Nè, đây là tốc độ bình thường của chiếc Vespa, không khác gì đi bộ luôn. Đây là cái tốc độ khi mà tăng lên của chiếc Vespa, hơn đi bộ một chút. Ok đó, đâm ra làm nó rất là chậm anh em à. Và hiện tại là trong kho đồ của tôi là đang có là 4 chiếc xe, cái chiếc bán trượt với cái chiếc xe đạp này là khỏi tính tiền rồi. Bây giờ là cái chiếc mui trần này đó anh em thấy không, cái chiếc mui trần này đi nhông nhông ngoài gió là đảm bảo là hối đầu nè anh em đó. Đây là cái tốc độ đi bình thường của cái chiếc Vespa này, thấy không, nó cũng rất là chậm luôn. Bây giờ cái chiếc Vespa lộn, cái chiếc này là cái chiếc gì ta, chiếc mui trần hả, chiếc này tôi không biết tên đó. Chiếc này đi nhanh hơn được một chút anh em ạ, nhưng mà cái tốc độ của chiếc này chỉ có 6 chấm thôi, nó chỉ có 6 chấm thôi, đâm ra là nó vẫn còn rất là chậm. Theo như cái trải nghiệm của tôi là thế, còn cảm nhận của các bạn thì tôi không biết sao, quan điểm cá nhân đó. Đâm ra là ngày hôm nay là tôi đã quyết định là tôi sẽ lô đây để tôi mua 2 chiếc siêu xe anh em ạ, nhưng mà mua 1 chiếc thôi, chưa có đủ tiền mua chiếc thứ hai, mua 1 chiếc thôi. Đây đó, và vô đó. Thường người ta làm clip người ta gọi là gì anh em, mua xe đắt nhất Play Together, mua cần câu đắt nhất Play Together, câu được con cá VIP nhất Play Together. Chứ không ai quay clip gọi là mua xe VIP thứ hai Play Together hay là mua cần câu VIP thứ hai Play Together hết, đúng không anh em? Đâm ra là ngày hôm nay là tôi vô đây là tôi gọi là đã chuẩn bị sẵn hành trang cho mình để mua cái chiếc này nè anh em. Rồi. Chiếc này phải Rolls-Royce nên mà chiếc này là xe mua trần cao cấp anh em, nhầm. Ok, và chiếc này của chúng ta là 15.000 kim cương anh em ạ. Trời ơi, nhìn nó sang trọng quý phái không em, đúng cái màu trắng tôi thích luôn. Bên đây thì là một cái chiếc cũng là mui trần anh em. Chiếc này chiếc thể thao, lộn tiếp anh em à, đậu xanh. Cái chiếc này tốc độ là 7 nè, nhưng mà chỉ có 12.000 kim cương thôi, nhưng mà tốc độ này chỉ có 7 thôi anh em à. Còn cái chiếc này là tận 15.000 kim cương chứ tức là 8. Đó, tiền nào của nấy mà anh em. Bây giờ mình sẽ kêu gọi là quản lý tới. Quản lý đâu? Quản lý đâu rồi, ra bán xe đi. Ồ, quản lý theo tôi nãy giờ. Ok anh quản lý ơi, bây giờ em muốn mua chiếc xe này nè, giờ anh bán em giá nào ra rẻ xíu đi anh. Cái xe này 15.000 kim cương anh đủ tiền mua không? Nhìn bần bần nhiều nghề đi chắc không đủ tiền đâu ha. Ê, tôi gọi quản lý ra để đặt thông tin của xe luôn á, tự nhiên nói giá xe làm gì, cái giá mà ai cũng biết luôn á cha nội. Mà đánh giá mẹ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Trời ơi, cái người thui gần nhìn là biết nhà nghèo rồi, đòi vô đây mua xe. Cái người tôi có thui. Thôi thiệt. Ôi trời ơi các bạn ơi, người ta đã nói rồi, đi mua xe là phải cho nó sạch sẽ thơm tho một xíu. Bây giờ tôi phải kiếm chỗ nào tôi tắm cho nó hết cái mùi gọi là xình thúi đi các anh em ạ. Tại vì tôi bình thường mà tôi chơi game này tốt khi nào mà tôi để ý tới cái việc gọi là tắm rửa lắm anh em. Với cả là mấy bữa nay cũng ít đi câu cá lắm, tôi câu được có con cá đuối là nhiều nhất đó. Có rất là nhiều anh em chỉ mình các mẹo để gọi là câu cá luôn. Và hiện tại là mình phát hiện ra trong Play Together nó có một cái gọi là cái mục gọi là cẩm nang anh em. Đây từ đi tắm mày. Đây có một cẩm nang này nè. Đó, bách khoa toàn thư về cá anh em ạ. À. Đó.
Thì ở đây sẽ hướng dẫn cho mình là khu vực xuất hiện nè và giờ xuất hiện. Thì cái giờ xuất hiện thì mình không thấy ở đâu, nhưng mà hiện tại là mình thấy là cái khu vực xuất hiện nè. Đó, cả ngày nè. Ủa sao mấy con này toàn câu cả ngày không ta? Đây, cái tất cả cái vùng biển này đó là cái khu vực xuất hiện đó anh em à. Thì hiện tại là mình đang muốn câu được một con cá mập, nhưng mà tôi câu hoài câu không được anh em. Cá mập với cá heo hồng là như là nghe nói anh em là hiếm lắm đúng không? Cá hồng là hiếm lắm đây, cá mập mới nào. Thì hồi sáng là tôi có gọi là cố gắng tôi ngồi tôi câu con cá mập, nhưng mà câu hoài nó không ra anh em mà nó tức cá mang con ngang luôn. Năm ra là hôm nay là vô mua xe định là ra biển là ngồi câu tiếp đó anh em. Đó là hôm nay là mua xe, là mua xe mui trần ra biển đó, ngồi câu cho anh em coi. Tôi mà câu được con cá VIP ha, tôi đảm bảo với em tôi đem về nhà tôi trưng vô nhà tôi luôn. À tôi chưa khoe cái nhà mới cho anh em coi. Hồi xíu đi mua xe xong tôi về tôi khoe nhà cho anh em, xong rồi tôi mới ra tôi câu cá anh em VIP liền. Wow, khách quý từ đâu đến đó hả? Sạch sẽ thâm tho như này chắc nhà giàu lắm, tiền lắm đây. Quý khách có muốn mua hết xe ở đây không? Kênh Siro Gaming hân hạnh giới thiệu bộ phim Lật Mặt 5. Trời đất ơi, lật mặt nhanh như trong chóng vậy trời. Thôi mua một chiếc không rồi, mua hết chỗ này cho tôi bắn nhau á. Ủa mà tính ra là tôi cũng mua nhiều mà đúng không? Tôi mua được hình như là tôi mua được cái chiếc Vespa, chiếc Vespa bên đây này, chiếc Vespa này. Rồi cái chiếc hôm trước tôi mua rồi nhỉ? Cái chiếc mui trần tôi mua rồi, ủa mất tiêu rồi ta? Ờ chiếc mui trần tôi mua mất tiêu rồi nè. À đây cái chiếc mui trần này, tôi mua cái chiếc mui trần này nè. Rồi mua được 2 chiếc rồi, mình mua chiếc thứ 3 nè, ok. À đây. Lấy cho em cái chiếc này. Ok quý khách luôn. VIP anh em. VIP luôn, VIP luôn. Yeah. Ok rồi, hết kim cương luôn em à, mua xong chiếc xe nghèo luôn. Ok rồi, bây giờ mình sẽ làm mình test thử xe anh em. Bước vào anh là đại gia, bước ra khỏi cửa cái bang gọi mời. Trời ơi, bây giờ không còn một xu dính túi luôn mấy má ơi, còn 755 kim cương à. Ok. Rồi. Xe mui trần. Trời ơi. Nhưng mà xe này có hai trong một. Wow. Wow. Ôi đây thì nó chạy nè. Ôi nhanh quá đây mà, nhanh quá. Ui đây mới đúng là xe, đây mới là xe nè. Trời ơi chạy quá nhanh luôn đây mà. Nhưng mà xe này có 2 chỗ à. Xe này mà có 4 chỗ là đẹp. Xe này có 4 chỗ chở được nhiều người nữa là đẹp anh em à. Ôi thế thì mai mốt mà mình gọi là mình muốn đi nhanh á thì mình sẽ đi chiếc này. Còn mình muốn đi đông á là mình sẽ đi chiếc màu đen kia. Đem cái chiếc màu đen kia 4 chỗ. Đó trời ơi, ngầu liền mấy nay. Trời nhìn phát là thấy ngầu rồi. Thôi ơi. Ok bây giờ mình sẽ lái xe về nhà mình để mình cho các bạn coi cái nhà của mình nha. Ui lách vô. Ok. Trời anh em biết vô hôm bữa là tôi có coi được một cái video ở trên YouTube hướng dẫn đi coi nhà. Người ta làm cái nhà đẹp bó cháy bỏ chét luôn, làm nguyên cái bãi biển luôn. Hay là tôi làm theo anh em à. Tôi làm theo nha, nhưng mà tôi làm theo YouTube nha, chứ không phải là tôi tự xây nha. Là tôi làm theo YouTube đó, là tôi trang trí được cái nhà của tôi thành nguyên một cái sân bạc ti đỉnh của đỉnh luôn các bạn ạ. À. Ủa mà tính ra là tôi mới mua xe mà nhưng tôi đi bộ quá ta. Ok bây giờ tôi sẽ bước vô cửa nhà nè. Bước vô. Anh em chuẩn bị nè. 1 2 3. Đó. Chào mừng anh em đã đến với bãi biển của Sigo nha anh em ơi. Từ từ anh em à. Bây giờ thì mình sẽ gọi là từ từ. Ủa nó phóng to được hết cỡ anh em à. Nó phóng to được hết được rồi. Từ thế mình phải bấm vào cái nhà này thì nó phóng to được. Đó, nhà của tôi đây anh em. Ê, thì hiện tại là ở đây là nguyên cái đống dưới đây. Là tôi xây sống trên YouTube nè. Tại vì thật sự là cái này nó hơi khó xây. Thì tôi không biết đặt lóc như thế nào anh em. Đặt ra kiểu phải đặt từng lóc xong rồi kiểu kê lên cái thứ thì nó hơi khó. Tại vì tôi không mường tượng ra được. Các bạn chơi cái này thì các bạn có cái tưởng tượng khá là phong phú luôn á. Trời, ví dụ như cái bàn thấy không. Cái này là cái bàn nè. Mà các bạn làm không thể làm được thành một cái cầu bắt ngang ra quá hay luôn. Rồi ở trên đây thì đây là khu vực mình tự xây. Tại vì ở trên YouTube người ta xây trống cái khu vực này. Thì tôi đã làm cho nó lại thành một cái sàn là nhảy disco anh em ạ. À, nhảy hơi bị VIP luôn. Đó, chơi DJ cái hứ luôn mấy má. Từ từ đi nhảy lên nè. Rồi và ở trong đây thì nó sẽ có một cái phòng ngủ nho nhỏ ở trong cái căn nhà này anh em ạ. Đấy, thì cứ tầm khoảng mỗi buổi trưa hoặc là buổi sáng á là tôi, nếu buổi sáng tôi dậy sớm tôi sẽ mở party ở trong nhà cho anh em vào chơi. Nhưng mà thường thì tôi sẽ treo anh em ạ. Tôi sẽ treo để anh em nào muốn chụp hình hay gì đó thì tùy anh em. Còn khi nào mà tôi rảnh á tôi vào, tại vì bình thường buổi trưa là cái giờ làm việc, cái giờ mà tôi quay video. Đó là tôi không có tắt khe vào cái video cái together được. Thì tầm khoảng buổi chiều hoặc là trưa tôi làm việc xong thì tôi vào đây tôi sẽ chat, tôi ngồi tôi nhắn tin với các bạn. Đấy, thế là tôi tương tác tốt với các bạn đó. Rồi thì trong đây là một cái phòng ngủ nè, đơn giản nhỏ nhỏ thôi anh em mà nó không cần quá cầu kỳ ha. Rồi ở dưới đây của chúng ta thì có một cái bàn ăn nho nhỏ nè. Đó, bên đây là hồ cá, đây có con cá đuối cái to nhất mà tôi câu được anh em ạ. Và có một cái cực kỳ đặc biệt nữa, nó khá là VIP luôn mà tôi không hiểu tại sao, hình như riêng nhà tôi có, không biết nhà anh em có hay không. Mà anh em nhìn nè, đây cái nhà của tôi sẽ quăng ngừng câu cho anh em coi.
Only nhà tôi cam đoan với em luôn, nhà của tôi câu 90% ra cá chép. 90% nha, từ từ, nếu như mà cái bóng nào nó lớn á, cái bóng lớn là 90% ra cá chép luôn, nó không ra con cá khác. Từ từ, con này là con phải cá chép nè, con này mình giật lên nè, con này mình giật lên, mình câu cá khác nè. Mấy cái bóng nhỏ nhỏ thì còn ra cá khác ở đây mà, còn mấy cái bóng to to ấy. Trời ơi, nó toàn ra cá chép thôi à. Riết bà, trong cái kho đồ tôi bây giờ quá trời cá chép rồi, xíu nữa tôi mở cho anh em coi rồi, bây giờ tôi sẽ ngồi tôi chờ cái bóng lớn nha anh em. A few moments later. Đây rồi, cá lớn đây rồi. Cá chép xua kèo với anh em luôn, cá chép này. Vậy này, nó tưng tưng mấy cái lần nghe mà cá chép anh em mà nó nhá hàng mấy cái với tôi lại mà câu lên là cá chép hứa xua kèo luôn. À, ba cái nè. Rồi cắn thêm cái nữa con. Cắn thêm cái nữa. Bốn cái nè nhá, bốn cái nè. Đó, cá chép nè, cá chép nè. Hồi nãy không tính nha anh em, hồi nãy không tính nha, hồi nãy là câu lên cái cửa không tính nha, bây giờ câu lại nè, ra cá mới tính nha, ra cá mới tính nha, ok. Đây, cá to nữa anh em, cá to nữa. Ok, một nháy nè. Hai nhá nè. Rồi, tiếp. Ba nhá nè. Cái nhá thứ tư nè. Tới bốn nhá nè, rồi tiếp. Giật chưa? Đó, cá chép nè. Thấy chưa? Tôi đánh không sai hết nào luôn, tôi không hiểu sao nhà tôi tặng cá chép không mấy má. Trời ơi. Đó là thôi bây giờ mình sẽ ra biển sâu mình câu anh em mà. Hiện tại mình đang muốn là câu được con cá mập. Đấy, đâm ra là bây giờ mình sẽ ra mình ngồi mình cắm ngoài biển sâu để mình câu được cá mập anh em. Câu cho bằng được cá mập thì thôi, câu khi nào được cá mập thì về anh em. Ok, kìa mà trời tối luôn rồi mấy má ơi. Trời tối rồi, tại đây tôi về lại cái khu vực thành phố đấy. Đấy, trời ơi. Cầm chiếc xe đi phát nhìn nó ngầu giá ma anh em ạ. Đây, câu ngoài biển sâu là câu ở đây nè. À, thường thì tôi cũng không biết cái biển sâu nó nằm ở đâu, nhưng mà kiểu hồi sáng là có được là một người chỉ đó, được một bạn gọi fan chỉ đó ba mình mới biết á. Ok, thì mình câu nha, thì thường cái biển sâu này mình câu được cá rồng là nhiều, chứ mình đang gọi là có một ước mơ, mình có một khát khao là mình sẽ câu được cá mập anh em ạ. Nhưng mà ước mơ xa vời quá, bây giờ mình sẽ cắm ở đây mình treo, khi nào câu được cá mập thì về nha. A few moments later. Con được một cái thủy tinh anh em ạ, con này tôi chưa có, con này chưa có, ok, kỷ lục mới anh em ạ, wow. Nhưng mà vẫn chưa ra cá mập, chết rồi anh em. Tôi ngồi câu nãy giờ tôi mới ý là Nghiêu tôi đứng kế bên. Thế ra là mình đang lén Nghiêu chơi để quay video luôn mà. Chết rồi, đây công chuyện rồi anh em ơi. Thôi mà mình cứ giả vờ như thằng khác chơi ạc mình nha anh em đừng nói là tôi chơi nha. Tôi sẽ giả vờ như cung, tôi cho một người nữa mượn ạc anh em. Tôi giả vờ tôi ngồi câu tôi không để ý nha. Ok, chứ bây giờ mà tôi để ý là bà chửi tôi liền, cũng được. Đang lén chơi game mà anh em. Ok. Đợi anh em nào mét nha. Wow, trời đúng là ra biển sâu câu được nhiều cá mới ở đây mà, cua hoàng đế nè. Trời ơi. Ok, nhưng mà vẫn chưa được cá mập. Thế là vẫn chưa được về. Câu tiếp thôi. Bà tự nhiên bà nằm luôn anh em ơi. Bà tự nhiên bà bơi luôn rồi. Trời, mình để nhân vật trong ghe nhìn cu te vãi thề luôn. Ôi ôi, lại cá bò cạp anh em mà, nãy giờ câu được mấy cá bò cạp rồi á, đậu xanh. Bơi đi rồi anh em à. May quá, bơi đi rồi. Bơi đi chưa. Ôi, may quá, bơi đi rồi. Bà tưởng mình là người khác cầm mặt chơi hiểu anh em à. Ok, may quá, ok. Mimi vừa mới ra chỉ mình một chỗ câu mới anh em à, tít ở ngoài đây nè. Mimi chơi cái này còn to thôi, ok. Mimi chơi cái này khá là rành hơn mình em, Mimi chơi trước anh em. Vậy ta đang ngồi ở cái mà nè, hồi nãy mình ra đây mình không câu được, tại vì mình cứ hướng chứ cần câu thẳng ở bên kia kìa, quăng ra nó không được mà mình phải hướng xéo bên đây nè. Đó, bây giờ lại quăng được anh em à. U ảo đấy nha. Ok, bây giờ mình sẽ nghe lời Mimi thử coi là mình có câu được con cá mập không nha anh em ơi. A few moments later. Thôi đi gì anh em mà, gãy gần câu rồi, không câu nữa. What? Không câu nữa. Câu cho bằng được cá mập thì thôi, câu khi nào được cá mập thì về anh em. Trời đất ơi, anh em mà rất là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Tôi ra ngoài tôi cứ ngỡ đâu là sẽ câu được cá mập nhanh lắm, nhưng không anh em. Tôi câu 2 ngày trong game rồi vẫn chưa có mập nào. Rồi nó thôi là... Thôi nói chung là ngày hôm nay nhân phẩm mình đen rồi, thì hôm sau mình câu tiếp anh em ha. Ok, nói chung là ngày hôm nay chúng ta đã có được một chiếc xe khá VIP xịp rồi, nhưng mà vẫn chưa câu được cá. Vâng, khá là đen anh em à, mặc dù xe VIP nhưng vẫn không có cá VIP, mình rất là đen luôn. Và ok, nếu chung là video đây cũng là kết thúc video, bắt đầu từ đây đừng quên like và share video cho mọi người trên kênh YouTube của Zero Gaming để chúng ta làm video hay hơn. Và cũng đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo mỗi khi ra video mới nha bạn ơi. Chúc video sớm mới được.
100.000 subscribe nhé. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại bài viết tiếp.